Quý vị thân mến, việc giải quyết mâu thuẫn bằng gươm giáo giữa hai nước có cùng chung biên giới là hiện tượng phổ biến ở thời Xuân Thu, khi mà quyền lực của vua nhà Chu vốn cai trị Trung Hoa suốt 8 thế kỷ đã suy giảm trầm trọng và nhường chỗ cho sự trỗi dậy của các chư hầu. Cuộc chiến Ngô Việt lúc đó là một trong những trận chiến tiêu biểu có tác động họa lại bản đồ thời Xuân Thu vì những mưu tính của người trong cuộc. Có thật Việt Vương Câu Tiễn nuốt nhục nếm phân vua Ngô Phù Sai? Việt Vương Câu Tiễn là vua của nước Việt, một nước chư hầu của nhà Chu thuộc cuối thời Xuân Thu. Ông trị vì đất nước từ năm 496 đến năm 465 trước Công Nguyên. Sau khi lên ngôi báu, Việt Vương Câu Tiễn đối mặt với cuộc xâm lăng của nước Ngô là vua Hạp Lư phát động. Trong cuộc chiến cam go này, Câu Tiễn chỉ huy quân đội đánh bại lực lượng của vua Hạp Lư. Do đó, quân Ngô phải vội vã rút quân về nước. Thất bại này khiến Hạp Lư canh cánh đến lúc chết. Vì vậy, khi cận kề cái chết, ông dặn dò con trai là Phù Sai nhất định phải báo thù. Sau khi vua cha băng hà, Phù Sai lên ngôi báu, ông cho triều binh mãi mã, xây dựng quân đội hùng mạnh để trả thù. Sau 3 năm nuôi quân, Ngô Vương Phù Sai phát động cuộc tấn công nước Việt. Do Việt Vương Câu Tiễn khinh địch nên bị quân đội của Ngô Vương Phù Sai đánh bại. Theo đó, Câu Tiễn xin cầu hòa với Ngô Vương. Nhờ vậy, nước Việt tránh bị tiêu diệt, nhưng Phù Sai yêu cầu Câu Tiễn phải sang nước Ngô làm con tin. Tại nước Ngô, Việt Vương Câu Tiễn phải chịu đựng vô vàn tủ nhục như là phải hầu hạ, dắt ngựa theo hầu Phù Sai. Thậm chí có một số giai thoại kể rằng Việt Vương Câu Tiễn nhẫn nhục nếm phân của Phù Sai. Thực hư ra sao chúng ta cùng phân tích qua các tình tiết trong sử ký như sau. Sử ký Tư Mã Thiên chép: Năm 506 trước Công Nguyên, dưới sự hỗ trợ đắc lực của Ngũ Tử Tư và Tôn Vũ, Ngô Vương Hạp Lư đã đánh bại nước Sở hùng mạnh, thành công dựng nghiệp lớn, xưng ngôi hoàng đế. Từ một nước thuộc vùng xa xôi hẻo lánh phía tây Trung Hoa, nước Ngô vốn bị coi là man di, nay lại oai phong tiến vào kinh đô nước Sở rộng lớn. Phía Bắc ngang nhiên uy hiếp các nước như là Tề, Lỗ, Tấn, phía Nam thừa cơ chèn ép nước Việt. Hạp Lư lấy được giang sơn rộng lớn, lại giao uy được với các nước lân cận mà sinh ra kiêu căng ngạo mạn. Ông ta nhanh chóng xây dựng cung đình, dựng cung Trường Lạc giữa kinh thành Cô Tô, lại đắp đài cao trên núi, bắt dân nô dịch, khiến lòng người oán thán. Tôn Vũ thấy vua có được thiên hạ mà sinh hưởng lạc, kiêu ngạo, nên cũng không màng triều chính, bỏ về ở ẩn. Về sau viết ra cuốn Binh Pháp Tôn Tử, nổi danh hậu thế. Người phò tá Hạp Lư chỉ còn Ngũ Tử Tư. Năm 496 trước Công Nguyên, Hạp Lư có mưu toan thôn tính nước Tề ở phía đông bắc, sau đó vòng lại đánh nước Việt ở phía nam. Ngũ Tử Tư biết được, cho rằng mưu tính này có nhiều sai lầm. Theo Ngũ Tử Tư, muốn thôn tính nước Tề thì không thuận vì nước Ngô và Tề bị ngăn cách bởi nước Lỗ, kể cả có đại thắng, Ngô cũng không thể chiếm được lãnh thổ nước Tề. Nhưng thôn tính nước Việt thì nắm chắc phần thắng, lại được nhiều lợi thế, vì Ngô và Việt có biên giới giáp nhau và thù oán rất sâu đậm. Nếu thu phục được Việt, Ngô không chỉ chiếm được một vùng lãnh thổ rộng lớn trù phú mà còn củng cố được vị thế. Khi đó đánh chiếm các nước còn lại đều không gặp khó khăn. Nhiều sử gia cho rằng tư tưởng đánh đâu chiếm đấy của Ngũ Tử Tư đã vượt xa so với nhiều quân sư chiến lược đương thời. Một số cường quốc thời Xuân Thu dù có thế mạnh nhưng lại không biết lợi dụng, còn mắc sai lầm đem quân đánh chiếm nước xa, hòa hảo nước gần. Điều này không chỉ làm hao phí nguồn quân lực mà còn khiến cho bản thân bị láng giềng uy hiếp. Tần Thủy Hoàng là một trong những người có sách lược khác hẳn những quân vương thời ấy. Sau khi xưng đế, ông ta thực hiện triệt để chiến lược đánh chiếm nước gần, giao kết nước xa. Cách làm này đã giúp nước Tần ngày một hùng mạnh, thu phục được 6 nước chư hầu, thống nhất Trung Quốc. Năm 496 trước Công Nguyên, lợi dụng thời điểm nước Việt rối ren khi vua Việt là Doãn Thường băng hà, Hạp Lư đem 3 vạn quân sang xâm lược. Đất Huề Lý là nơi xảy ra chiến trận giữa hai bên. Thái tử Câu Tiễn mới kế nghiệp, chưa quen chính sự, lòng người còn nhiều nghi vấn, nên khó mà quân thần đồng lòng giữ yên xã tắc. Hạp Lư chỉ cần đánh thắng một trận, nước Việt chắc chắn sớm đầu hàng. Sử sách ghi, Câu Tiễn xuất quân đánh Ngô, bị cung nỏ quân Ngô tấn công, đành lui. Binh sĩ nước Ngô được Tôn Vũ huấn luyện thường xuyên, kỷ luật rất cao, hàng ngũ nghiêm chỉnh khiến quân Việt không thể đột phá được thế trận. Câu Tiễn nghĩ ra một kế hòng phá quân Ngô. Vua sai 300 tội nhân cởi trần, dàn hàng trước mặt quân Ngô, rồi lần lượt đâm cổ tự sát. Binh sĩ nước Ngô lấy làm lạ,
đua nhau ra xem. Hàng ngũ bất giác rối loạn, quên luôn nhiệm vụ chiến đấu. Cầu Tiễn biết giặc Ngô trúng kế, thừa cơ nổi hiệu đánh trống dồn dập. Quân Việt được thế xông lên đánh quân Ngô, hoảng loạn không kịp chống đỡ. Hạp Lư bỏ chạy trong đám loạn quân, bị tướng nước Việt là Linh Cô Phù chém trọng thương. Hạp Lư tuổi cao sức yếu lại bị thương nặng nên không qua khỏi. Trước khi lâm chung, Hạp Lư hỏi Phù Sai: "Con có quên mối thù Cầu Tiễn giết ta ngày nay không?" Phù Sai đáp: "Con không dám quên." Hạp Lư kêu to: "Thế nào cũng không được quên diệt nước Việt." Rồi ông ta mới chết. Sử ký chép, năm 494, khi thế quân Ngô đã hùng mạnh, Phù Sai đem quân đánh nước Việt để báo thù cho Hạp Lư. Hai trọng thần của Câu Tiễn là Phạm Lãi và Văn Chủng đều cho là phản công bây giờ thì chẳng khác gì trứng chọi đá nên không vội đánh, nhưng Câu Tiễn phớt lờ. Câu Tiễn hăm hở đem quân đánh trả, gian trận ở Phù Tiêu. Quân Ngô luyện thủy quân đã lâu, xông sáo vượt biển bằng thuyền lớn, tiến đánh quân Việt. Phù Sai đứng ngay trước mũi thuyền, đánh trống thúc giục quân sĩ hăng hái tiến lên. Quân Ngô đem tên nỏ bắn ra như mưa, lại thuận chiều gió nên tiến rất nhanh. Quân Việt bị ngược gió, thua to bỏ chạy, bị quân Ngô thừa thế đuổi theo tiêu diệt. Cầu Tiễn đem tàn quân cố thủ trên núi Cối Kê, điểm lại binh sĩ từ 3 vạn chỉ còn 5.000 người. Quân Cầu Tiễn trên núi bị quân Ngô đuổi cùng diệt tận, vây kín mấy vòng. Cầu Tiễn than thở: "Từ thời Tiên Quân đến nay, suốt 30 năm, nước Việt ta chưa thua trận nào lớn thế này. Cũng bởi ta không nghe lời Phạm Lãi và Văn Chủng." Phạm Lãi bày nước cho vua: "Nhà vua nên dùng lời lẽ khiêm nhường, lấy hậu lễ dâng cho người ta. Nếu người ta không nghe thì thân hành đến thờ người ta." Câu Tiễn nghe theo, bèn sai Văn Chủng đến cầu hòa với Phù Sai. Nhưng đang trên đà thắng, Ngũ Tử Tư không chấp nhận mà quyết tâm thu phục nước Việt bằng được. Hòa sách không thành, Câu Tiễn nản chí muốn trốn khỏi vòng vây, quay về, giết vợ, diệt con, đốt hết của cải châu báu, rồi thu quân quyết một trận sinh tử với nước Ngô. Văn Chủng và Phạm Lãi can ngăn cùng kế của Câu Tiễn, lại khuyên dùng vàng bạc châu báu, mỹ nữ, mua chuộc bá phỉ, quan thái tế nước Ngô để giữ mạng. Phù Sai nghe lời xu nịnh của bá phỉ, ra lệnh mở vòng vây cho Câu Tiễn thoát về nước. Các sử gia cho rằng, tha chết cho Câu Tiễn là sai lầm nghiêm trọng của Phù Sai. Giao chiến Ngô Việt đã nhiều lần xảy ra trong quá khứ, thủ oán khó gỡ, việc nước Việt chịu cúi đầu thần phục và cống nạp cho nước Ngô là điều xưa nay chưa từng xảy ra. Hành động tha chết cho Câu Tiễn của Phù Sai chứng tỏ hắn ta tầm nhìn hạn hẹp, so với vua cha là Hạp Lư lại kiêu căng gấp nhiều lần. Sau trận đại bại quân Ngô ở Phù Tiêu, quân Việt thế cùng lực kiệt, hao tổn nghiêm trọng, dễ bị tiêu diệt nếu nước Ngô đánh chiếm bất cứ lúc nào. Để tránh Phù Sai phát hiện thế yếu, Câu Tiễn giao cho Văn Chủng bí mật kiến thiết đất nước và sai Phạm Lãi cùng quan đại phu là Giá Kê sang làm con tin cho nước Ngô. Theo Giã Sử và một số tiểu thuyết lịch sử, vua nước Việt đã đích thân sang nước Ngô xin làm việc như một nô bộc, hàng ngày hầu hạ vua Ngô. Tất cả để lấy được lòng tin của Phù Sai, khiến hắn yên tâm rằng ông đã chịu quy phục và trung thành, không còn ý chí trả thù mà đem quân chiếm đánh. Theo Đông Chu Liệt Quốc, một tiểu thuyết được cho là phản ánh khá sát chính sử, cho hay: Phù Sai sau khi thu phục nước Việt, lại thấy vua Việt hết mực trung thành, không có ý phản, nên tự cho rằng Ngô đã là nước mạnh nhất trong số chư hầu mà sinh ra kiêu ngạo. Phù Sai sa đà ăn chơi hưởng lạc, tiểu sắc quá độ mà bị ốm nặng. Câu Tiễn có lần xin nếm phân đoán bệnh cho Phù Sai và nói: "Tôi nghe xưa có người y sư dạy phân là cốc vị, tức là vị của ngũ cốc. Nếu nhuận khí trời thì sống, nghịch thì chết. Nay kẻ tù tội nếm phân của đại vương, thấy vị đắng mà chua, rất hợp với thời tiết xuân hạ giao mùa, bệnh sẽ vì vậy mà chóng hết." Phù Sai thấy Câu Tiễn nếm phân cho mình quá cảm động nên tha cho về nước Việt. Câu chuyện này rất nổi tiếng và nhiều người ngày nay tin rằng đó là sự thật. Tuy nhiên, sử ký của Tư Mã Thiên không hề nhắc đến việc Câu Tiễn phải sang nước Ngô làm tù binh và chăn ngựa nếm phân cho Phù Sai khiến hắn cảm động tha tội. Chỉ chép rằng Phạm Lãi làm con tin được 2 năm thì được vua Ngô thả về. Theo Sohu, khả năng Câu Tiễn chịu sang nước Ngô làm đầy tớ cho Phù Sai là khó có thể xảy ra. Thứ nhất, Câu Tiễn dù bại trận nhưng vẫn là vua của một nước,
có giỏi nhẫn nhục đến mấy thì vẫn đủ tỉnh táo để không mạo hiểm dâng tính mạng mình vào tay kẻ thù. Theo sử ký, khi bị vây ở núi Cối Kê, Câu Tiễn thực sự đã có ý định thoát thân, quay về động viên binh sĩ nước Việt quyết một trận tử chiến với nước Ngô. Thứ hai, trong khoảng 2 năm sau trận đại bại quân Ngô, nước Việt vẫn rất ổn định, không có biến loạn bất ổn nào. Nếu không có vua thì đây là điều khá khó tin trong thời buổi loạn lạc như ở thời Xuân Thu. Kể cả nước Ngô có không có ý định xâm lược nước Việt, thì các nước mạnh khác như là Sở, Tần cũng không bỏ lỡ vùng đất màu mỡ như nước Việt nếu biết nước Việt thiếu vương đế cai trị. Theo sử ký, sau thất bại ở Phù Tiêu, Câu Tiễn đã quay về nước Việt, ngày đêm nuôi quân, rèn luyện quân đội, quyết lòng tiêu diệt nước Ngô. Để nung nấu ý chí trả thù, Câu Tiễn thường nằm ngủ trên đống củi gai, trước khi ăn hay uống đều nếm một ít mật đắng. Câu nói nếm mật nằm gai có lẽ cũng bắt nguồn từ sự kiện này. Câu Tiễn tự mình cày bừa, vợ lo dệt vải, ăn uống không nhiều cá thịt, mặc không hai màu vải, khiêm tốn với người hiền, hậu đãi người tài giỏi, cứu giúp kẻ nghèo khó, thường thăm viếng người chết. Sử ký chép như vậy. Về phần nước Ngô, sau chiến thắng quân Việt ở Phù Tiêu, mâu thuẫn giữa Phù Sai và quan tể tướng là Ngũ Tử Tư ngày càng sâu sắc. Mặc cho Ngũ Tử Tư hết lòng can ngăn, Phù Sai đem quân đánh chiếm khắp miền, nhưng chỉ để thỏa lòng kiêu ngạo và thị uy. Năm 489 trước công nguyên, Phù Sai đem quân đánh nước Tề, đánh thắng rồi lại rút quân. Năm 487, Phù Sai đánh nước Lỗ, vua Lỗ xin thần phục, Phù Sai cũng rút quân. Từ năm 486 đến 484, Phù Sai năm nào cũng đem quân đi đánh nhau với các nước Tề, nhưng đánh thắng là lại rút về nước và xem đó như cách dọa nạt nước khác. Những cuộc giao tranh liên miên khiến nước Ngô chịu thiệt hại nhưng chẳng thu lại được phần lãnh thổ nào. Theo Sô Hù, Phù Sai đã mắc sai lầm lớn khi không nghe theo Ngũ Tử Tư, đánh nước Tề ở xa và giao kết với các nước ở gần như Việt, Lỗ. Năm 484, Phù Sai lại mụ mị nghe lời gièm pha của Bá Phỉ, giết Ngũ Tử Tư, chính sự nước Ngô từ đó ngày càng rối loạn. Trước khi chết, Ngũ Tử Tư chỉ có một tâm nguyện là móc mắt ông treo ở cổng phía đông thành Cô Tô để nhìn quân Việt tiến vào. Sử ký chép, mùa xuân năm 483 trước công nguyên, Phù Sai cậy uy thế lớn, ra lệnh họp chư hầu để tranh ngôi bá chủ. Phù Sai tính khí ngày càng kiêu căng, ảo tưởng uy thế mà đem hết tinh binh cả nước, chỉ để phô trương sức mạnh, để lại quân già yếu giữ thành Cô Tô. Câu Tiễn nhân cơ hội này đem 5 vạn quân bất ngờ tập kích Cô Tô, giết được thái tử nước Ngô. Phù Sai đang họp chư hầu, nghe tin hoảng loạn, gấp rút bỏ về cứu nguy thì quân Việt đã rút lui. Sau thất bại này, quân Ngô giảm sút tinh thần nghiêm trọng, mất hết khí thế, lại thêm nhiều năm chinh chiến liên miên, sức cùng lực kiệt, không thể tiến đánh nước Việt nữa. Năm 478 trước công nguyên, nước Việt lại tiến đánh nước Ngô thế yếu nên chỉ một trận đã đánh tan quân chủ lực của Ngô, bắt nước Ngô phải thần phục. Câu Tiễn nhân cơ hội chiếm nhiều thành trì, đất đai và siết chặt vòng vây kinh tế đối với nước Ngô, không cho giao thương với bên ngoài. Nước Ngô từ một nước hùng mạnh nay trở nên yếu ớt, lại phải thần phục nước Việt. Năm 475 trước công nguyên, quân Việt đem quân quyết diệt nước Ngô. Tháng 11 năm 473, Phù Sai cùng tàn quân đã bị vây kín trên núi Cô Tô. Nhớ việc ở Cối Kê ngày trước, hầu mong quân Việt niệm tình cũ, Phù Sai sai sứ giả tới cầu hòa, chỉ xin Câu Tiễn cho làm một ông vua bù nhìn. Câu Tiễn thấy vậy mủi lòng, định đồng ý, nhưng Phạm Lãi ngăn lại, vừa đánh trống thúc quân tiến lên vừa nói: "Nhà vua đã trao quyền cho Lãi này, sứ giả về ngay, nếu không phải chịu tội." Quân Ngô đại bại, Phù Sai sau đó bị quân Việt bắt sống. Câu Tiễn không muốn mang tiếng xấu là giết kẻ từng tha mạng cho mình, nên cho Phù Sai một con đường, ban cho Phù Sai quản lý 100 nóc nhà để ăn lộc. Vua một nước từng hùng mạnh, không chịu nổi nhục nhã, đã rút gươm tự sát. Trước khi tắt thở, ông che mặt lại nói: "Ta không còn mặt mũi nào nhìn thấy Ngũ Tử Tư nữa." Sau khi đánh chiếm lãnh thổ, thu phục tất cả đất đai, nhân lực của nước Ngô, nước Việt trở thành nước hùng mạnh nhất trong số các nước chư hầu. Năm 472 trước công nguyên, Câu Tiễn họp chư hầu ở Từ Châu thuộc tỉnh Giang Tô ngày nay, xưng ngôi bá chủ. Ông cũng là vị bá chủ cuối cùng trong thời Xuân Thu. Tuy nhiên thì Câu Tiễn có sai lầm là trả lại nhiều vùng đất mà Ngô từng chiếm được cho các nước Tống, Lỗ và Sở. Một nước chư hầu rất mạnh khi lên ngôi bá chủ. Từ đó khiến tình hình cát cứ tranh giành ảnh hưởng ngày càng phức tạp.
Qua những phân tích ở trên, ta có thể rút ra những kết luận như sau. Sự biến mất nước Ngô trên bản đồ chính trị thời Xuân Thu là kết quả từ những thất bại của Phù Sai khi theo đuổi chính sách ngoại giao cứng rắn với các nước chư hầu khác, liên tục mở rộng chiến tranh để gây sức ép và tạo ảnh hưởng chính trị ở các vùng đất vệ tinh. Những cuộc xung đột liên miên đầy tốn kém đã bào mòn tiềm lực của nước Ngô và khiến nó lụt bại. Trong khi những bất hòa nội bộ đi kèm với tranh giành quyền lực đỉnh điểm chưa được giải quyết và sự trỗi dậy của nước Việt sau nhiều chính sách cải cách đã đe dọa đến sự tồn vong của nước Ngô. Sự hồi sinh của nước Việt cũng xuất phát từ các chiến lược mềm dẻo, chú trọng vào những liên minh để tồn tại trước nước Ngô hùng mạnh. Thậm chí sau khi tiêu diệt Ngô và vượt qua sông Hoài, hội chư hầu, Cầu Tiễn vẫn theo đuổi chính sách cùng chung sống và kết đồng minh với những nước láng giềng xung quanh để tiếp tục tồn tại. Mưu đồ của Cầu Tiễn có thể thất bại nếu không dựa vào các liên minh này, và những đại phu tài giỏi luôn chọn đúng thời điểm để thực hiện những chiến thuật mang tính quyết định. Tuy vậy thì ngay cả chiến thắng vẻ vang cũng có cái giá của nó. Những năm tháng khắc nghiệt đã hình thành nên tính cách đa nghi và tàn nhẫn của Cầu Tiễn, khiến cho ông không thể tin tưởng những cận thần xuất chúng của mình vốn có thể vạch ra kế hoạch lật đổ một nước lớn. Nhận ra mặt trái đó, Phạm Lãi đã sớm bỏ đi, lên phía Bắc ở nước Tề và viết thư khuyên người đồng cấp là Văn Chủng phải cẩn thận Việt Vương. Không may mắn như Phạm Lãi, Văn Chủng bị người cùng mình đồng sinh cộng tử là Cầu Tiễn ép dùng gươm tự sát. Bi kịch của Phù Sai và Văn Chủng khi chết dưới tay Cầu Tiễn cho thấy rằng những quy tắc đạo đức được viết trên chúc thư đều bị thay thế bởi những cách hành xử tàn nhẫn trong thực tế, và là một điều được xem như phổ biến ở thời kỳ Xuân Thu trong những cuộc chiến tranh giành quyền lực để sinh tồn. Xung đột biên giới giữa những quốc gia tiếp tục thu hẹp lại trong vòng 7 nước và cuối cùng thống nhất dưới lá cờ của nước Tần. Nhưng đó lại là câu chuyện của 200 năm sau cái chết của Việt Vương Cầu Tiễn. Quý vị thân mến, do khi phải chịu nhục nuôi trí phục thù, Cầu Tiễn sinh đa nghi, tìm cách hãm hại công thần, ép Văn Chủng phải tự sát, còn Phạm Lãi bỏ đi. Năm 334 trước Công Nguyên, nước Sở thừa cơ đánh chiếm diệt nước Việt, chiếm hết đất đai, không chia cho bất cứ chư hầu nào. Xét cho cùng, tham vọng của Cầu Tiễn chỉ dừng lại ở ngôi vị bá chủ, khó sánh được với tầm nhìn sâu rộng của Tần Thủy Hoàng.